ngày thì đi Khánh Dương, Yên Mô của Ninh Bình đó. Đang chuẩn bị lên máy luôn. Dán cho nó có màu vàng cho nó thịnh vượng. Vút lên. Vài bữa hết rồi. Yên Mô Ninh Bình. Cái này thì giữ đi hết luôn, tại máy này máy đẹp. Lên chiếc này rồi, giờ qua xe này đây. Con này đã lắm. Xuất phun.
Rồi xong con này. Đây, bên đây một ngày bận rộn nữa đây. Mới vừa nhận thêm mấy cái hợp đồng nữa. Vĩnh Long nè, Sơn Thủy, Nam Định nè, Thủy Duyên, Nam Định nè. Đủ hết trơn luôn. Hôm nay nhận hơi 4 chiếc nữa, dồn tới được mười mấy chiếc rồi. Giờ phải đi đâu qua nè. Quá hay vậy. 95 đang hạ bồn. Hơi dồn máy rồi. Đi sau này cũng mấy cái con đi nông cống với lại con. Rồi ngày sau coi coi. Đây là Yên Mô, Ninh Bình. Đây nằm cống rồi nè. Đây thì nó làm xong rồi. Này đi đâu đây? Này cũng đi Nam Định luôn. Rồi, bên này báo cáo là tình hình đang dồn máy gì đó. Đông vậy vui, các bác đã vào ủng hộ công ty mình. Sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về sau, cho nó chuyên nghiệp hơn. Để con gỡ trong cũng bán luôn rồi. Đừng dồn máy. Rồi cập nhật tình hình xíu, ngày 17 tháng 8 về thêm độ máy nữa. Bởi vì các bác cũng xe máy thì xem. Hiện tại giờ công ty cũng còn số lượng có ít. Máy bán cũng nhiều, mấy tờ giấy trắng trắng dán trên máy, máy bán hết luôn. Chiếc giờ thì chưa so mới đạt bữa kia mấy bữa thì chưa có làm kịp nữa. Này đi Thái Nguyên rồi, Đồng Hỷ Thái Nguyên. Đồng Hỷ rồi. Rồi, mời các bác nha. Rồi, xin chào các bác. Thì hôm qua ngày 8 tháng 8 có dự thêm một lô máy 11 chiếc á. Nhưng hôm qua mình đang bên Thái Lan cho nên không có quay được video máy lại. Hôm nay là 9 tháng 8 nè. Giờ một chút nữa mình sẽ quay cập nhật từng chiếc về hôm qua. Nghe nói là hôm qua về tới cũng mấy chiếc bán liền không. Thì có gì chút nữa mình sẽ quay video từng con cho các bác xem nè. Hiện tại giờ công ty cũng có khoảng hơn 30 chiếc cho nó bắt chọn đủ loại hết. Tiếp theo là những cái máy đang bảo dưỡng thì nên mình bán phải bảo dưỡng cho khách. Đóng đây nè. Đây là cái máy đang làm bảo dưỡng hoàn thiện. Cái bán hàng mình ở dưới đây nè, có nút đăng ký hay là nút subscribe á, nhấn vào đó nó sẽ đăng ký theo dõi cái bán hàng của mình, nó sẽ nhận những video sớm nhất của được máy. Địa chỉ công ty của mình là ở ngay thị xã tỉnh Vĩnh Long nha, gần gần chỗ quốc lộ 53 chỗ Định Thạnh Phạm Hồng. Thì phía trước vẫn là hai chiếc 105 đẹp, một số máy cài cũng gửi tới 8 3 6 8. Đây là máy cài massage mới,
Còn địa chỉ công ty mình thì đây. Nó số gọi là vô lộn theo số 2 chỗ phía chỗ 07 02 703 nha. Địa chỉ tiên. Cảm ơn các bạn. Lô máy này toàn xe đẹp không nha các bác. Trung bình, đẹp. Hôm nay là ngày 8 tháng 8. Xin chào các bác ha. Về lô máy 11 con DC70 95 có đủ. Chỉ mới về khoảng tầm 6 chiếc trước thôi. Lát nữa thì mới còn chiếc thứ hai. Hẹn hò nữa mình sẽ quay tổng quan cho các bác xem. Hôm nay về máy tầm giá từ 250 cho tới 500 cái bạn. Máy này về từ đời 2014 tới đời 2016 nha. Điện lát nữa có cái clip tổng quan về từng chiếc mình sẽ gửi cho các bác xem trên YouTube. Và số lượng trong máy nếu mà lô hàng này về thì tầm khoảng 40 chiếc trong kho nha. DC 70, 60, 95, 105 đều có đủ hết nha các bác.